Kính thưa quý đồng nghiệp, hôm nay tôi sẽ trình bày về số cập nhật về chẩn đoán và điều trị trào ngược thanh quản họng. Trào ngược thanh quản họng tiếng Anh nó là laryngeal pharyngeal reflux disease, viết tắt là LPR. Trước đây nó còn nhiều cái từ khác như là trào ngược ngoài thực quản, trào ngược trên thực quản, trào ngược phía sau, trào ngược yên lặng, vân vân. Tuy nhiên, Hội Tai Mũi Họng và Đồng cổ Hoa Kỳ đã thống nhất sử dụng chữ LPR cho cái bệnh lý này. Thì theo định nghĩa mới đây, LPR là tình trạng viêm đường hô hấp trên có liên quan đến các chất trào ngược dạng lỏng và hoặc dạng khí trong dịch dạ dày tá tràng vào niêm mạc đường hô hấp trên. Một số vấn đề liên quan đến LPR chúng ta cần biết là LPR có một mối liên quan đối với bệnh trào ngược dạ dày thực quản, tiếng Anh là GERD, nhưng tự nó là một bệnh riêng biệt, không có triệu chứng chuyên biệt, dễ trùng lắp với triệu chứng bệnh tai mũi họng hoặc bệnh phổi thông thường. Do đó các bác sĩ tai mũi họng có chi phổi cần phân biệt, cần nắm rõ để chẩn đoán phân biệt bệnh. Các cái gợt LPR chứa tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán mà chưa có đồng thuận hoặc là guideline. Có khoảng 10% bệnh nhân đến khám các bác sĩ tai mũi họng là bị LPR và 50% bệnh nhân có rối loạn giọng và thanh quản cũng bị LPR. Do đó khi điều trị bệnh nhân có rối loạn giọng chúng ta cần lưu ý cái tình trạng này để điều trị triệt để cho bệnh nhân. Nghiên cứu sử dụng RSI thang điểm là về triệu chứng đó để khảo sát cái tỷ lệ mắc bệnh thì tại Trung Quốc người ta sử dụng cái điểm cắt là 13 thì cái tỷ lệ mắc là 18,8% trong khi tại Anh với cái điểm cắt là RSI là 10 á trên 10 đó thì cái tỷ lệ này cao hơn là 30%. Về gánh nặng kinh tế của LPR ở Mỹ cái thống kê nó gấp 6 lần so với GERD do cái bệnh LPR thường điều trị kéo dài hơn. Phải nội soi cả thanh quản lẫn dạ dày thực quản cũng như sử dụng PPI. PPI dùng cao và kéo dài, trong đó 52% gánh nặng là do sử dụng PPI. Chúng ta cần phân biệt giữa LPR và GERD. Đối với GERD thì khiếm khuyết chủ yếu là rối loạn chức năng thực quản dưới, còn LPR là rối loạn chủ yếu ở cơ tắc thực quản trên. Bệnh nhân LPR ít có viêm dạ dày có khoảng 25% hoặc là ở nóng chỉ 40%. Và xảy ra chủ yếu là trào ngược vào ban ngày, trong khi bệnh nhân GERD chủ yếu trào ngược ban đêm. Niêm mạc vùng họng thanh quản dễ bị tổn thương do các axit hơn là thực quản, do đó triệu chứng LPR có thể xuất hiện mà không có triệu chứng của GERD. Có lớn chừng dưới 50% bệnh nhân bị LPR mắc GERD. Đây là một cái điểm chúng ta cần nắm vì bệnh nhân thường hay thắc mắc khi bác sĩ nói họ bị trào ngược thanh quản họng mà họ nói tôi không có triệu chứng gì ở dạ dày là nôn ở trớ ở chua vân vân mình tự biết cách giải thích là có khoảng 50% bệnh nhân là sẽ không có triệu chứng của GERD. Về chẩn đoán LPR thì kinh điển người ta sử dụng cái thang điểm RSI là thang điểm về triệu chứng cơ năng và RFS là thang điểm về triệu chứng thực thể của Belaski từ năm 2002 và vẫn còn được sử dụng đến ngày nay. Thì trong cái thang điểm này bên tay trái ta là thang điểm về triệu chứng thì gồm 9 điểm chúng ta cần đánh giá bệnh nhân với mức độ nặng từ 0 đến 5 điểm. Thì các cái triệu chứng chúng ta đánh giá bao gồm càng tiếng, tăng hắng giọng, bệnh nhân có đàm ở cổ hay không, bệnh nhân có khó nuốt với thức ăn hoặc là dịch hoặc là thuốc hay không, bệnh nhân có ho về đêm hay không, khi nằm hay không, bệnh nhân có khó thở vân vân. Các triệu chứng về tiêu hóa thì chung một cột là một số chín là bệnh nhân có nóng đau ngực khó tiêu đầy hơi dịch axit ở vùng cổ hay không. Đối với thang điểm về thực thể đó thì có những cái điểm mà chúng ta cần đánh giá là bao gồm cụ thể hạ thanh môn ít lấp a ban thanh thấp nó ở sùng phễu và nó lan tỏa thanh quản, bệnh nhân có cụ thể dưới thanh, bệnh nhân có cụ thể lan tỏa ở thanh quản và quá thoát nét sâu, có mô hạt ở thanh quản đặt ở nội thanh quản. RSI nếu ở trên 13 đó thì chúng ta nghi ngờ bệnh nhân bị LPR, và RFS mà trên 7 thì khả năng bệnh nhân bị LPR cũng cao. Mới đây người ta sử dụng một cái thang điểm của các tác giả châu Âu và đang bắt đầu cũng được khá thịnh hành ở châu Âu cũng cho Lechien và cộng sự. Cái thang điểm là đầu tiên là thang điểm lại gọi là RSS là Reflux Symptom Score, gồm nhiều cái điểm đánh giá về triệu chứng cơ năng, trong đó có các một loạt đánh giá về các triệu chứng về tiêu hóa. Tuy nhiên thang điểm này nó khá dài và khá mất thời gian để đánh giá,
do đó nhóm tác giả này đã làm ngắn lại cái thang điểm gọi là RSS gồm 12 cái điểm cần đánh giá. Và trong này chúng ta thấy lưu ý là bao gồm cả các thang điểm mà trước kia RSS là đánh giá kèm theo các điểm về mới như là triệu chứng lúc đầu, bệnh gì không có thì trong thang điểm này có, và các cái triệu chứng về đường tiêu hóa thì được phân ra nhiều điểm bao gồm như là hơi thở hôi, bệnh nhân có ở nóng, có ở acid lên, bệnh nhân có đau bụng, tiêu chảy, đầy bụng khó tiêu, vân vân, thì có vài điểm chia ra làm nhiều điểm. Theo cái thang điểm này thì tác giả đề nghị chúng ta đánh giá bao gồm về cái độ nặng là từ 0 đến 5 điểm, thêm nữa là cái tần suất xuất hiện trong tháng, ví dụ chúng ta bao nhiêu tuần trong một tháng thì có cái điểm tương tự, và khi mà thằng lấy tần suất này nhân cho cái độ nặng thì ra được cái điểm. Ngoài ra còn đánh giá được cả cái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thì theo thang điểm này, nếu mà RSS 12 này trên 11 thì nghi là bệnh nhân bị trào ngược thanh quản họng với cái độ nhạy theo tác giả là 94,5% và độ đặc hiệu là 86,2%, khá là cao. Đây là một nghiên cứu, còn riêng lẻ chúng ta cần các nghiên cứu khác để khẳng định giá trị của cái thang điểm này và áp dụng trên các cái chủng tộc khác nhau. Về cận lâm sàng của LPA đó thì tuy là chưa có tiêu chuẩn vàng nhưng mà cái đo pH thì được gọi tạm gọi là tiêu chuẩn vàng. Thì đo pH đó, thì nó là khách quan mà tuy nhiên vẫn chưa có đồng thuận về loại sử dụng, tiền ngưỡng pH cũng như là vị trí đặt probe ở cái vị trí nào tốt nhất để đo trong bệnh nhân bị LPA. Gần đây các nghiên cứu người ta sử dụng một cái probe kép vừa đo pH trở kháng và đo luôn cả trở kháng ở thực quản cũng như là ở vùng hạ họng, cho thông tin nhiều ở cả hai vùng thực quản lẫn hạ họng và thanh quản. Bên cạnh đó chúng ta còn một số test khác, ví dụ như là pepsin test. Pepsin test, pepsin thì nó không xuất hiện ở trong miệng cũng như ở trong mũi họng bệnh nhân. Nếu mà có pepsin thì bệnh nhân là có khả năng bị trào ngược thanh quản họng. Thì cái test này cũng đơn giản, chúng ta quen với test nhanh của COVID thì test này nó cũng vậy. Khi mà test này có hai vạch là dương tính thì chứng tỏ là bệnh nhân có cái pepsin ở trong cái vùng chúng ta cần đánh giá. Tuy nhiên cần nghiên cứu thêm về ngưỡng pepsin, thời điểm đo và các thử nghiệm lâm sàng. Đây là một nghiên cứu sử dụng đo pH vừa trở kháng và vừa pH ở hai cái vị trí là ở thực quản dưới và ở vùng thanh quản, ở vùng hạ họng thanh quản, có kết hợp đo pepsin ở cùng thời điểm, thực hiện trên 121 bệnh nhân hoàn tất cái nghiên cứu này. Thì theo nghiên cứu đây thì chúng ta thấy là cái tình trạng mà trào ngược ở cái vùng thực quản, vùng ngoài thực quản, nghĩa là trào ngược thanh quản họng đó, nó xuất hiện sau ăn, ngoài cái bữa ăn một giờ, nghĩa là trễ sau ăn đó, là chiếm tỷ lệ tới là 74%, trong khi trong vòng một giờ sau ăn thì chiếm tỷ lệ 20,5%. Thì giống kết luận là không giống như là trào ngược về thực quản, thì trào ngược ngoài thực quản hay là trào ngược thanh quản họng nó xảy ra chủ yếu là xa sau bữa ăn, nó không giống như trào ngược về thực quản là nó xảy ra là chủ yếu là gần bữa ăn và ban đêm. Đó là một cái điểm chúng ta cần lưu ý đối với trào ngược thanh quản họng. Nhóm tác giả này cũng đưa ra một số tiêu chuẩn đối với lại là trào ngược acid hay là không acid. Thì một cái cơn trào, một cái đợt trào ngược mà gọi là acid nhé, khi mà đo được pH nhỏ hơn 4, non-acid thì là đo pH lớn hơn 14. Chúng ta lấy cái số đợt trào ngược acid chia số đợt không acid đó, thì nếu mà cái tỷ lệ này trên 2 thì coi như là bệnh nhân bị trào ngược thanh quản họng do acid. Dưới 0,5 thì là bệnh nhân trào ngược non-acid. Còn hỗn hợp ở giữa đó là từ 0,51 đến 2. Thì trong 126 bệnh nhân nghiên cứu thì có 40 trường hợp là trào ngược acid, 26 trường hợp là trào ngược hỗn hợp và 60 trường hợp là trào ngược không acid. Và chúng ta thấy là trào ngược không acid là trào ngược hỗn hợp chiếm đa số trong những trường hợp bệnh nhân bị trào ngược thanh quản họng, nó khác với là trào ngược dạ dày thực quản. Và cái điều này nó cũng tương ứng với tỷ lệ là LPA kém đáp ứng với lại cái thuốc ức chế tiết acid dạ dày là PPI. Người ta nhận thấy là đối với LPA thì chúng ta có điều trị PPI tốt cách nào đi nữa thì tỷ lệ đáp ứng nó cũng khoảng chừng lối chừng 50% thôi. Do đó khi chúng ta
tác giả nghiêng đề nghị là chúng ta nghiên cứu thêm về những tình trạng trào ngược non acid và giảm hỗn hợp để chúng ta có cái hướng điều trị thích hợp cho bệnh nhân, bên cạnh là chỉ là điều trị PPI. Chúng ta qua về điều trị LPA thì bao gồm các hai cái chính là thay đổi lối sống. Trong thay đổi lối sống thì cái giảm cân là cái quan trọng. Bên cạnh đó chúng ta còn có tư thế nằm, đặc biệt là trường hợp mà trào ngược xảy ra về đêm và liên quan đến tư thế nằm và có gợt kèm theo. Về chế độ ăn, còn điều trị bằng thuốc thì chúng ta biết là cái thuốc PPI là cái thuốc nền tảng. Bên cạnh đó có thể phối hợp với Arginase hoặc là Prophylactics. Lướt qua về PPI trong điều trị LPA, chúng ta đã có nhiều báo cáo về việc sử dụng PPI trong LPA rồi, cũng như là trong gợt. Riêng đối với lại LPA, chúng ta cần phải điều trị tích cực hơn và lâu dài hơn sau khi gợt. Cái việc sử dụng PPI trong LPA thì chúng ta phải dùng 2 lần một ngày, chứ không phải là dùng 1 lần một ngày như trong gợt. Ngay từ lúc bắt đầu điều trị và kéo dài có thể 3-6 tháng. Một số bệnh nhân cần phải điều trị lâu hơn hoặc là điều trị mãn tính là được kéo dài đó. Chúng ta biết là điều trị PPI khi mà kéo dài trên 3 tháng thì có nhiều tác dụng phụ. Do đó chúng ta cần lưu ý khi sử dụng PPI kéo dài cho bệnh nhân. Việc phối hợp PPI với thuốc khác, nhất là Arginase, có thể giúp chúng ta giảm bớt liều và giảm cái tác dụng phụ khi sử dụng kéo dài cho bệnh nhân. Cần lưu ý là PPI ít hiệu quả hơn LPA không có gợt trong các trường hợp trào ngược không acid hoặc là dạng kết hợp. Thứ hai là Prokinetics, là thuốc trợ vận động. Thì thuốc này có tác dụng là cải thiện nhu động thực quản, tăng thể trừ acid thực quản, tăng áp lực cơ thấp thực quản dưới và cải thiện sự làm trống dạ dày. Nó đặc biệt hiệu quả cho các bệnh nhân có triệu chứng khó tiêu, buồn nôn, đau bụng, no sớm và nôn liên quan đến sự giảm nhu động của dạ dày. Tuy nhiên về chứng cứ bọc thuốc Prokinetics cho đến nay vẫn chưa cao. Đây là một cái phân tích tổng hợp đã lên tạp chí Lorenscope 2014 và hiện tại chúng ta chờ ông xem cái phân tích tổng hợp mới. Thì trong cái phân tích tổng hợp này, từ 1277 cái nghiên cứu người ta chọn ra được 4 nghiên cứu là sử dụng cái Prokinetics kết hợp với lại PPI, là các nghiên cứu có giá trị là RCT, bao gồm kết hợp Etoprim với lại Lansoprazole, hoặc là domperidone với lại omeprazole, etoprim với pantoprazole, hoặc là tetraxetol với lại omeprazole. Thì các nghiên cứu này cũng chỉ ra cho thấy việc sử dụng PPI kết hợp với lại Prokinetics khi đặc biệt trường hợp mà có bệnh nhân có tình trạng đầy bụng khó tiêu thì có hiệu quả. Và tác giả kết luận là cái thuốc Prokinetics có thể là một cái chọn lựa điều trị đáng tin cậy đối với LPA, nhưng mà chúng ta cần phải nghiên cứu thêm, nhiều nghiên cứu hơn nữa. Cái thuốc thứ ba mà đã được một số tác giả đưa vào phác đồ điều trị đối với LPA là Arginase. Thuốc Arginase là thành phần của nó có cái natri Arginase, natri bicarbonate và calcium carbonate. Thì khi Arginase lỏng đi vào trong dạ dày thì nó còn được giữ nguyên vẹn, và khi bạn tiếp xúc với HCl của dạ dày thì nó sẽ tạo ra cái acid arginic và tạo ra cái CO2. Thì acid dạ dày làm kết tủa acid arginic và tạo ra CO2 để hình thành cái mảng nổi. Cái mảng nổi này nó góp phần giống như là cơ học để ngăn cái hiện tượng trào ngược từ cái dạ dày lên cái vùng thực quản. Ngoài ra calcium khi kết hợp với HCl phóng thích ra canxi, ion canxi và kết hợp với mảng làm cho cái mảng này trở nên bền vững hơn. Do đó chúng ta thấy ngoài cái tác dụng làm giảm cái acid của cái dịch vị dạ dày, nó còn có tác dụng là một cái mảng nổi, mảng cơ học để ngăn hình tượng trào ngược. Arginase thì hiệu quả trong các trường hợp trào ngược không do acid hoặc là hỗn hợp, là các trường hợp chúng ta nói hồi nãy là thường gặp ở bệnh nhân LPA, hoặc là hiệu quả ở những bệnh nhân có triệu chứng trào ngược sau ăn. Bên cạnh đó, ngoài cái chuyện mà giảm tiết acid, giảm trào ngược, nó còn ức chế hoạt động của pepsin và loại bỏ pepsin và acid mặt ra khỏi dịch trào ngược và hạn chế sự kết tán của chúng. Những trường hợp mà trào ngược non acid hoặc là hỗn hợp á, người ta nghĩ là do tác động của cái pepsin có hay không có vai trò của acid mặt trong đó, thì như vậy Arginase có vẻ là thích hợp ở những cái trường hợp này. Đây là một số phát biểu cũng như nghiên cứu về việc sử dụng Arginase trong điều trị LPA.
Thì một bài review đăng trên tạp chí Otolaryngology Head Neck Surgery của Hội Tai Mũi Họng và Đường Phổi Hoa Kỳ mới đây năm 2019. Thì theo tác giả này, khi chúng ta phối hợp với PPI và Optionate sẽ giúp cải thiện đáng kể triệu chứng ở bệnh nhân LPR non-acid hay là dạng phối hợp. Một cái review tổng hợp, một cái phân tích tổng hợp đăng trên tạp chí World Clinical Cases năm 2019. Thì theo cái review tổng hợp này, có 1.355 cái nghiên cứu được chọn. Thì từ đây người ta mới chọn là được 76 nghiên cứu đáp ứng cái tiêu chuẩn về cái phân tích điều trị tác dụng điều trị đối với LPR như thế nào. Thì theo cái review tổng hợp này, cái việc điều trị chính LPR vẫn là PPI, là hiệu quả nó khá là thay đổi, 8-87% tùy theo nghiên cứu. Và việc điều trị phối hợp PPI với Arginase, Prokinetics hoặc là thể kháng H2 là các cái thuốc phối hợp thường gặp. Riêng đối với Arginase thì tác giả nhận định rằng LPR cái dạng non-acid hoặc dạng hỗn hợp thì chiếm tỷ lệ cao, có thể là do trypsin có thể có kết hợp với lại muối mật hay không có muối mật. Thì Arginase nó tác dụng rất là tốt trên cái cơ chế này, do đó nó thích hợp sử dụng trong điều trị ban đầu. Tôi xin trình bày hai cái nghiên cứu mà sử dụng Arginase trong cái điều trị LPR. Nghiên cứu đầu tiên là đăng trên tạp chí European Archive of Otorhinolaryngology năm 2019. Thì theo nghiên cứu này, có 100 bệnh nhân được chẩn đoán LPR dựa vào triệu chứng cơ năng và thực thể với RSE trên 10. Đây là một nghiên cứu thử nghiệm không ngẫu nhiên và có nhóm chứng. Nhóm A là sử dụng Gaviscon là Arginase với 10 ml 4 lần một ngày, dùng 3 lần sau bữa ăn và 1 lần buổi tối trước khi đi ngủ. Nhóm B là bệnh nhân đã được sử dụng PPI trước đó, thì bệnh nhân này sẽ được điều chỉnh để tối ưu hóa cái liều PPI với liều cao và 2 lần một ngày cho nó phù hợp và kết hợp với lại Arginase. Và so sánh hai nhóm này sau 3 tháng thì đánh giá lại bằng thang điểm LSE thì có được 72 bệnh nhân trả lời, trong đó 39 là nhóm A và 33 là nhóm B. Thì kết quả trước điều trị thì điểm RSE của hai nhóm này cũng gần là tương đương nhau, quanh khoảng 20, không có khác biệt về thống kê. Và sau khi điều trị hai nhóm đều có giảm, nhóm A là giảm xuống còn 10 điểm và nhóm B giảm xuống còn chừng 13 điểm và khác biệt cũng không có nghĩa thống kê. Kết luận thì là không có sự khác biệt về RSE giữa hai nhóm, do đó Gaviscon đơn trị liệu có hiệu quả với LPR, chi phí thấp hơn khi kết hợp với PPI. Do đó chúng ta có thể, một gợi ý chúng ta có thể sử dụng Gaviscon một mình nó trong điều trị LPR ở mức độ nhẹ và thử. Nếu mà không đáp ứng thì chúng ta cũng có thể phối hợp LPR về sau. Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí cũng là European Archive of Otolaryngology năm 2009 để đánh giá cái giá trị của sử dụng Arginase trong điều trị LPR. Thì đây là một nghiên cứu so sánh ngẫu nhiên, đối chứng và mở ở trung tâm y khoa Queen ở nước Anh. Thì có 24 bệnh nhân uống 10 ml Arginase 4 lần sau 3 bữa ăn, buổi tối trước khi ngủ, và 25 bệnh nhân chứng không dùng thuốc, đánh giá RSE và FS sau 2, 4 và 6 tháng. Thì điểm trung bình của hai nhóm này trước khi điều trị là tương đương, RSE là 23.9, RFS là 10.3 đối với nhóm dùng thuốc, và nhóm chứng là 24.6 là 10.3, cũng gần như nhau. Thì kết quả thì thấy có cải thiện đáng kể có nhiều thống kê đối với thang điểm RSE sau 2 và 6 tháng và RFS sau 6 tháng. Thì đây là cái thống kê cho thấy là cải thiện về thang điểm RSE sau 2 tháng. Đối với trước khi điều trị điểm trung bình nó quanh quẩn khoảng 24 điểm đối với cả hai nhóm, mà sau khi điều trị 2 tháng thì đối với lại nhóm sử dụng Arginase thì nó giảm xuống còn 1 điểm. Trong khi nhóm không sử dụng thì chỉ bằng cái thay đổi lối sống thôi thì nó là 17 điểm, khác biệt là có nhiều thống kê. Sau 6 tháng cũng vậy, đối với nhóm sử dụng Arginase là 11.2, nhóm không sử dụng là 18.3. Đối với thang điểm triệu chứng qua nội soi đó, thì trước khi điều trị thì hai bên tương đương nhau 10.4 và 10.3. Và sau khi điều trị đó thì đối với nhóm sử dụng Arginase thì nó giảm xuống còn 7.1. So với 9.5 đối với nhóm không điều trị, thì các biệt này có những thống kê. Như vậy chúng ta thấy Arginase
có hiệu quả khi mà chỉ sử dụng một mình nó trong điều trị LPA. Bài một cái bài nói về tác dụng của nói về phương pháp điều trị của điều trị LPA dành cho các bác sĩ gia đình của nhóm tác giả cũng là của Lucien và cộng sự đăng trên tạp chí Clinical Medicine năm 2020 mới đây đó, thì nhóm tác giả này đã đưa cái Arginase vào trong cái điều trị LPA ban đầu. Thì theo cái đề nghị đối với các bác sĩ gia đình đó, thì ta sử dụng cái thang điểm LSS 12 này chúng ta nói đó, nếu mà thang điểm này trên 11 kèm theo có nhiều hơn một các triệu chứng mà khám thấy ở vùng họng, không cần phải soi thanh quản, khám vùng họng với bệnh nhân có đỏ ruột trước amidan hoặc là lưỡi dơ, hoặc là bệnh nhân có phù nề lưỡi gà hoặc là thành sâu họng đó, thì nếu bệnh nhân có LS 12 này trên 11 hoặc cộng một trong các triệu chứng kể trên thì nghi ngờ là LPA, có thể làm PET test hay là không. Và sau đó chúng ta phân ra đánh giá những cái điểm sau, thứ nhất là đánh giá về thói quen ăn uống của bệnh nhân, đánh giá về cái stress của bệnh nhân và đánh giá cái tình trạng răng miệng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có mòn răng vân vân thì chúng ta phải cho bệnh nhân đi khám nha sĩ. Và sau khi đánh giá những cái này, chúng ta sẽ phân ra mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Đối với mức độ nhẹ, nhóm tác giả này người ta khuyên là không cần phải dùng thuốc gì cả, chỉ thay đổi lối sống về chế độ ăn và kiểm soát cái stress cho bệnh nhân, có thể cho thuốc giảm stress, chống trầm cảm vân vân, thì có thể là bệnh nhân sẽ khỏi. Nếu mà không khỏi thì lúc đó mới cho đi khám bác sĩ tai mũi họng. Còn mức độ trung bình đến mức độ nặng thì cho chế độ ăn, thay đổi chế độ ăn lối sống 3 tháng kèm theo điều chỉnh cái stress cho bệnh nhân và cái thuốc đầu tay. Và nhóm tác giả này khuyên bác sĩ gia đình nên sử dụng PPI kết hợp với Arginase ngay từ đầu và đánh giá lại đoạn thang điểm LS 12. Nếu mà thang điểm này nó tốt, nó giảm đáng kể, không còn ý nghĩa về LPA nữa thì ngưng ở đây. Còn nếu mà không thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân khám bác sĩ chuyên gia. Đó là cái gợi ý đối với cái phác đồ điều trị cho bác sĩ gia đình cho bệnh nhân LPA. Để kết luận, chúng ta cần nhớ những điểm sau. Cho tới hiện nay, dù có những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị thì vẫn chưa có triệu chứng vàng trong chẩn đoán LPA. PPI là thuốc điều trị nền tảng đối với LPA, tuy nhiên có thể không hiệu quả ở bệnh nhân LPA non-acid hay là hỗn hợp. Arginase thì hiệu quả trong các trường hợp trào ngược không do acid hoặc là hỗn hợp, hoặc ở bệnh nhân có triệu chứng trào ngược sau ăn, em ta phối hợp với lại LPA, phối hợp với PPI để có thể giúp có thể giảm những cái tác dụng phụ của thuốc và giảm liều thuốc. Bệnh nhân có đầy bụng và có tiêu, chúng ta có thể phối hợp với thuốc prophylactics. Và chúng ta nhớ là phối hợp PPI và Arginase hiệu quả trong điều trị LPA và đã được đề nghị trong các bộ điều trị dành cho bác sĩ gia đình. Phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự quý vị.